Sáng 4 tháng 10 năm 2020, Bệnh viện Quân y 175 thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa thực hiện chuyến cấp cứu hàng không đưa ngư dân bị bệnh nặng từ huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa về đất liền điều trị. Sau 15 giờ lênh đênh trên biển, vào chiều ngày 2 tháng 10, ngư dân 55 tuổi, quê ở tỉnh Phú Yên, hành nghề câu cá ngừ đại dương, được đưa vào cấp cứu tại bệnh xá đảo Trường Sa trong tình trạng bị tăng huyết áp, méo miệng, liệt và mất cảm giác nửa người bên trái, có nguy cơ phù não, hôn mê sâu và suy hô hấp. Sau khi được cấp cứu ban đầu, nhận thấy bệnh nhân có tiến triển nhưng tiên lượng nặng nên đã được chỉ định đưa vào đất liền để tiếp tục điều trị. Khuya 3 tháng 10, tổ bay trực thăng EC-225 mang số hiệu VN-8618 của binh đoàn 18 cùng tổ cấp cứu đường không đã đưa bệnh nhân về đến sân bay Tân Sơn Nhất. Bệnh nhân sau đó được đưa thẳng về Bệnh viện Quân y 175. Sau khi chụp CT sọ não, các bác sĩ đánh giá bệnh nhân bị tắc mạch, có biểu hiện nhồi máu não, bắn cầu phải. Do đột quỵ xuất huyết não diện rộng, tiên lượng rất nặng, các bác sĩ đang đánh giá xét nghiệm và hội chẩn để có hướng điều trị tiếp theo. Thượng úy bác sĩ Đinh Văn Hồng, người trực tiếp điều trị cho bệnh nhân cho biết, may mắn là bệnh nhân được sơ cứu ban đầu tốt và đưa về bệnh viện kịp thời. Nếu để nhồi máu kéo dài, có thể bệnh nhân sẽ gây mất khả năng vận động và không còn khả năng hồi phục.